phát trực tiếp. Đây là cột cờ cũ. Ừ. Đi tiếp à? Bảo là mình tập trung dưới ai có thể của hội trưởng chính thức thì xuống. Hello. Đây. Đây là cột cờ lũng cú nhá. Đây là cột cờ lũng cú đây. Địa đầu của Tổ quốc. Đấy. Phát trực tiếp cho cả mấy người phụ nữ này vào đây. Đang phát trực tiếp. Đấy, ông Long đâu đi ở đây, ông Long đi ở đây. Ông Long đi ở đây, hai anh em đi ở đây. Đấy. Phát trực tiếp nhá. Từ từ thôi. Đây là cột cờ lũng cú. Đấy. Tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây, đang phát trực tiếp trên cột cờ Lũng Cú. Thấy ông Long đi trên đấy đúng không ạ? Đang phát trực tiếp. Trong có gì chào trên à? Ôi giời dính vậy. Đi ra đây tí xem nào. Đấy. Bên kia là đất Trung Quốc nhá. Đấy. Dãy bên kia là Trung Quốc. Đất Trung Quốc bên nào anh? Kia theo cái dãy dài cái đường tất, tất cả không, tất cả cái dãy núi bằng bằng như thế, cũng hình ấy. Bên kia là Trung Quốc. Đây đấy, đấy chùa này. Đây, chùa mình. Đây là mình, bây giờ mình đang xây chùa. Đấy, đây, mình đang xây chùa để làm cái khu du lịch khép kín. Đây đấy hả? Khi mà đấy, chùa mình. Khi mà lên tham quan cột cờ Lũng Cú thì sau đó là sang thăm tháp hương chùa, xong vòng ra sông Nho Quế đến cái đất mũi là cái điểm là km số 0 của ta. Đây là cái đang hoàn thiện. Sang năm là xong. Sang năm là xong. Đấy, cột cờ ông Long đâu rồi? Đi hai anh em đi vào trong kia xem. Đang chụp vậy rồi, hồi rồi. Phản đèn. Đây, hai anh em đang đứng ở cửa. Em nhờ tí anh ơi. À rồi. Đi, hai anh em đang đứng đây. Đi vào trong này, mình đi vào này. Ừ, vào trong ấy. Trong. Phải như đằng này cái khay của anh Cường ấy. Không bị khỏe, đi không có gì. Ừ. Đấy. Quế ở phóng trong nhỉ? Quế mới ấy. Đây là đi vào để leo lên đỉnh nhá. Đây là cột cờ nhá. Đây lối lên cột cờ. Lối lên cột cờ. Tuấn lên trên rồi. Lối lên cột cờ. Đấy, đưa lên cột cờ. Lên sẵn đỉnh cột cờ để đứng nhìn về bên phía về, nhìn về Hà Nội, nhìn sang Bắc Kinh. Gần lên nữa chứ anh. Còn xa nhé. Leo lên đỉnh. Cờ luôn. Các bà giọt giỏi. Thế hôm nay mình leo dưới kia 600 bậc, bên đây không biết bao bậc này nữa, khoảng 800 bậc. À,
Tuấn ở trên đấy, Tuấn trên thì vậy. Đang quay, đang quay trực tiếp. Không lên không? Có không, không lên được. Đây, lên tận đỉnh ngọn cờ. Ngọn cờ đây. Hello. Đấy, lên tận đỉnh ngọn cờ nhé. Bây giờ phải nhờ người kia bên kia chưa. Vời, tí nữa, tí nữa. Tí nữa, tí nữa. Đấy. Chú nhờ ai chú rồi rồi. Quay trực tiếp, bây giờ mình cứ quay trực tiếp đấy. Quay trực tiếp rồi. Thế độ sáng ở trên đi. Quay trực tiếp càng tốt. Quay trực tiếp rồi. Chú. Đây. Quay trực tiếp rồi. Cả cột chưa? Không phải. Đâu cầm cờ lại. Nào đúng nào nào. Chờ tí xong rồi. Kéo xuống, không có kéo xuống, không có một đám năm cấm nào. Đó chưa? Đó phải rồi. Được nào, đúng rồi, rồi rồi. Chưa? Quay cả người chưa? Quay nhá, đây nha, đây trực tiếp. Ông Tuấn, ông Quế, ông Chí, ông Long này. Lên tận quay cột cờ. Đứng cột cờ luôn. Đấy, lúc cũ. Lúc cũ luôn. Điểm địa đầu của Tổ quốc. Rồi. Có chụp không? Thôi, quay trực tiếp rồi. Kia bên kia là Trung Quốc, anh kia xuống nào. Giờ dậy xong rồi, mình xong rồi, ai chưa xong rồi cũng đấy rồi, không có tích rồi, xuống đi. Ôi giời ơi, không có chung. Không may phải về ở đây, mang không về được. Anh đứng ở bên này đi cờ. Đó, đi. Đi.